một năm học mới với nhiều thắng lợi mới trên dân tộc. Cảm ơn. Đình đeo đeo trước mặt. Điệu ghê. Vâng, dù là một năm phát hào rất là vui mừng và vinh dự hôm nay được đón tiếp đồng chí Đặng Đức Thuật, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà và các đồng chí cùng gồm chính chủ tịch trong đoàn đến chúc mừng và động viên cô và trò. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi xin được nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo dặn dò của đồng chí và chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng phát huy những cái khả năng năng lực sẵn có của trường đã có, tiếp tục sẽ duy trì và giữ vững đạt tiêu chuẩn quốc gia cũng như là đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Để xin được cảm ơn đồng chí và